Trong số các cặp đấu ở vòng 18 tám của Cúp Liên đoàn Anh đợt này, cuộc đội sức giữa West Ham và Man City được đánh giá là đáng trông đợi nhất khi một bên là Man City với sức mạnh đã được khẳng định, lại còn là đương kim vô địch của giải đấu và bên còn lại là West Ham đang thăng hoa với huấn viên David Moyes. Ở trận đấu tới, bố tạ còn được hưởng thêm lợi thế đó là sân nhà. Như đã đề cập West Ham ở hiện tại đang thi đấu tốt trên mọi mặt trận, như ở giải ngoại Anh thì đang có mặt trong top 4, tại Europa League cũng đang dẫn đầu tại bảng đấu của mình sau 3 trận toàn thắng và trước cuộc đụng độ Man City tới đây họ cũng đang duy trì phong độ ấn tượng khi đã toàn thắng cả 3 trận vừa rồi. Riêng sân nhà cũng thắng 3 qua 4 trận gần nhất. Ở phía đối diện Man City cũng đang có màn trình diễn tích cực trên mọi mặt trận như West Ham. Ở giải ngoại Anh thì hiện tại họ còn đang xếp trên. Đi cùng với đó thì phong độ của thầy trò huấn viên Pep Guardiola trước cuộc đọ sức sắp tới cũng được đánh giá là đầy tích cực khi đã toàn thắng với những tỷ số đậm ở 3 trận gần nhất. Bên cạnh đó dù phải làm khách nhưng thành tích thắng 4 và hòa 1 ở 6 trận vừa rồi cũng giúp làm tăng niềm tin cho họ trước búa tạ, đặc biệt là khi biết rằng giờ Citizens còn thắng tới 5 và chỉ hòa 1 ở 6 lần cuối cùng làm khách của đối thủ này. Chính vì vậy mà trận đấu tới đây Man City vẫn đang được đánh giá cao hơn hơn nhiều cho khả năng đi tiếp. Tuy nhiên với những sân chơi phụ như Cúp Liên đoàn Anh, bất ngờ luôn diễn ra và các đội bóng mạnh hơn chưa hẳn đã là những cái tên đáng tin. Trận đấu này cũng vậy và điều đó cũng đang diễn ra trên sàn giao dịch châu Á khi nhà cái chỉ xếp Man City ở kèo chấp một hòa, mức thấp hơn nhiều so với những lần họ làm khách đến London thời gian gần đây. Vì vậy mà sẽ khó để đặt niềm tin cho thầy trò huấn viên Guardiola ở trận đấu tới trên phương diện tổng bàn thắng mặc dù sở hữu hàng công mạnh thế nhưng nên nhớ đối thủ tới đây của Man City là đội bóng có hàng thủ cũng rất chắc chắn nên sẽ khó để phát huy hiệu quả hơn nữa tính chất quan trọng của trận đấu cũng khiến cả hai phải cảnh giác hơn điều này được cho là điều kiện để thế trận chặt chẽ lên ngôi và với mức kèo tài xỉu cũng được niêm yết không quá tựa so với sức tấn công của hai đội là 2-3 phần tư mốc dưới được xem như lựa chọn đáng tin hơn Trái với Man City, Liverpool ở vòng 1-8, Cúp Liên đoàn Anh tới đây sẽ chỉ phải đối mặt với thử thách nhẹ nhàng hơn nhiều là Preston, đại diện ở giải hạng nhất Anh. Chính vì vậy, một chiến thắng đồng thời cũng là một suất đi tiếp đang được dự báo sẽ khó mà thoát khỏi tay lữ đoàn đỏ. Ngoài thực lực được đánh giá vượt trội, lúc này The Klopp cũng đang hưng phấn sau chiến thắng ở trận derby nước Anh cuối tuần trước. Cụ thể, cuối tuần qua, thầy trò huấn viên Jurgen Klopp đã giành chiến thắng tương bừng tới 5-0 ngay tại Old Trafford của kình địch Man United. Không chỉ khẳng định sức mạnh mà chiến thắng đó cũng giúp làm tăng thêm hưng phấn cho họ rất nhiều. Hơn nữa, chiến thắng vừa rồi cũng tiếp tục nối dài chuỗi trận thi đấu ấn tượng của Liverpool lên mạch toàn thắng 3 trận liên tiếp. Đáng chú ý hơn khi quãng thời gian vừa rồi đội bóng vùng Merseyside chủ yếu chơi trên sân khách nên họ cũng quen dần với việc xa nhà và trận đấu tới đây dù sẽ phải hành quân đến sân của Preston, thế nhưng điều đó cũng không còn đáng ngại nhất là khi biết rằng trên sân khách thầy trò huấn viên Jurgen Klopp đã thắng 6 và chỉ hòa 1 sau 7 trận từ đầu mùa. Chưa dừng lại ở đó, sự ủng hộ còn đến từ phía đối diện khi mà Preston không những yếu hơn về chuyên môn mà hiện tại còn đang thi đấu hết sức bất ổn khi chỉ thắng một ở 6 trận gần nhất, còn lại toàn hòa và thua. Trên sân nhà cũng chỉ thắng một ở ba trận vừa rồi mà đối thủ chia cấp độ của giải hạng nhất, trong khi tới đây sẽ là một Liverpool với đẳng cấp cao hơn rất nhiều. Chính vì vậy mà đánh giá cho một chiến thắng tiếp theo của vị khách đến từ Merseyside đang là rất lớn. Tuy nhiên thì vẫn có những khúc mắc khi trên sàn giao dịch châu Á nhà cái xếp họ ở kèo chấp 1 1/2. Mặc dù là mức chấp không hề thấp thế nhưng nếu xét theo năng lực và điều kiện hiện tại của Liverpool thì lại chưa thực sự tương xứng. Rõ ràng với sự vượt trội về chuyên môn như vậy họ xứng đáng với một mức chấp cao hơn. Chính vì thế mà sẽ khó để tin vào khả năng vượt qua thử thách từ thị trường của lữ đoàn đỏ. Trên phương diện bàn thắng với sự hưng phấn cùng phong độ cao đang có, khả năng Liverpool tạo ra một kịch bản tương bừng ở cuộc đội sức sắp tới là không hề nhỏ. Nhất là khi biết rằng bên kia chiến tuyến Preston cũng là đội bóng có hàng thủ không mấy chắc chắn. Tuy nhiên cũng giống như tỷ lệ châu Á việc nhà cái đưa ra kèo tài xỉu chỉ là ba hòa trong hoàn cảnh này đang bị đánh giá là chưa đủ ấn tượng chính vì vậy sẽ khó để đặt niềm tin cho mốc trên của